xin chào tất cả các bạn nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Crit. Ngày hôm nay đến với cái video của Jurassic World The Game thì Crit muốn chia sẻ với các bạn hình ảnh của bốn cái con sinh vật mới vừa xuất hiện ở trong game. Thì ở đây Crit có con Dodo này các bạn. Đây, Dodo level 40 luôn rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ có một con ở hệ chim, Pterosaur. Tên của nó thì khó đọc quá, Nitosaurus hả? Đọc là Nitosaurus đi. Rồi, tiếp theo chúng ta có một con ở hệ lưỡng cư. Thì cái con này cũng rất giống mấy con lưỡng cư khác ở trong game thôi, không có gì đặc biệt hết. Con lưỡng cư trong game này đa phần là cái mỏ ngang ngang nhìn như cái hình tam giác vậy. Đó, con nào cũng vậy. Con này chắc ăn nhiều quá, nhìn người nó mập mập nè các bạn. Mập mập mà miệng rộng nữa, mà hai con mắt thô lố phía trước. Rồi, tên của em này là Gyrothorax. Thorax, sorry các bạn. Gyrothorax. Đó. Và một con nữa thì ở hệ Aquatic. Thì cái con ở hệ Aquatic nó ở đâu rồi? Để rít lướt lướt đây. Wow. Các bạn thấy như thế nào, đẹp chưa? Xanh lè xanh lét luôn. Này nó mà ở dưới biển chắc nó tiệp với cái màu biển luôn các bạn. Đây, chúng ta có một con cũng ở level 40. Thì bốn con mới này Rick cũng đã nâng cấp lên level 40 hết rồi. Và con ở hệ biển, ở hệ Aquarius này có tên là Voronosaurus. Đấy. Đó là bốn con vừa được cập nhật ở trong Jurassic World The Game. Ngoài ra thì chúng ta vẫn còn những con mà vẫn chưa xuất hiện. Đó là cái con Rinkenia hả? Chữ CH này là đọc là chữ K nè. Rinky hay Rinkenia gì đó. Rinkenia. Má ơi, tiếng Anh của tôi kỳ quá. Đấy, tiếp theo cũng là một con hệ chim vẫn chưa xuất hiện. Đó là con Ceradactylus. Và một con nữa là con Renaudus. Còn Renaudus xuất hiện cho ta. Riết là bây giờ làm toàn là nhận được khủng long trước không à. Này, cảm ơn bạn Lê Mình Men đã cho mình mấy cái code nha. Rồi, hôm nay thì Rick chỉ giới thiệu cho các bạn về hình ảnh của bốn con mới. Một con là Dodo ha. Một con ở hệ lưỡng cư, một con ở hệ chim và một con ở Aquatic. Bây giờ nếu mà vui vẻ thêm một chút nữa thì Rick sẽ đấu một trận hai trận cho các bạn xem. Ok, đấu một trận cho bốn con. Còn một trận thì chỉ chọn được ba con thôi, sorry các bạn. Một trận thì đâu có thể chọn được bốn con đúng không? À, đầu tiên chúng ta có ở hệ ăn cỏ là con Dodo nè. Dodo nè, đây, Dodo. Tiếp theo thì chúng ta có một con ở hệ chim, Pterosaur. À, hồi nãy giới thiệu tụi nó mà chưa giới thiệu thông số cho các bạn. Ủa, nó đâu rồi? Đây. Và... Ôi, trời. Ây, giời, chết tôi rồi, chết hết rồi các bạn ơi. Bấm lộn rồi. Thấy khùng không? Tự nhiên bấm nó chạy ra ngoài rồi. Giờ phải chọn lại. Đây, em Dodo nè. Em chim nè. Rồi một em amphibian nè. Đây. Chúng ta cùng nhìn qua thông số ha. Dodo của chúng ta thì có máu là 3419, đam là 356. Máu nhiều nhưng đam ít. Nhưng mà tại vì Dodo là nó ở thở cái hệ flock nên là rất là ok. Tiếp theo là con chim thì máu là 2314, đam là 1084 cũng được. Nhưng mà có con lưỡng cư này, không, lưỡng cư này thì chắc cũng cỡ đó là ok rồi, tạm ổn rồi. Lưỡng cư là 2451 máu và 766 điểm đam. Rồi chúng ta dành một trận để đấu ba con luôn, chứ lại một trận ở dưới nước nữa. Một trận ở dưới nước thì không biết là trong video này Rick có đủ thời gian làm hay không. Nếu mà cái trận này đánh nhanh đó thì Rick sẽ làm luôn trận dưới nước để giới thiệu luôn con mới đánh cho các bạn xem.
thì đối với những con Flock ở trong game này, từ khi nó xuất hiện, đầu tiên là cái con Compsognathus hay còn gọi là Compi á, thì chúng ta biết cách là để hạ gục những con này bằng cách là sử dụng từ 7 đến 8 điểm tấn công thì nó mới đánh được một đòn vô ba con cùng một lúc, còn không thì cứ mỗi lần đánh là chỉ đánh có một con thôi. Và đối với Flock thì chúng có khả năng hồi máu lại các bạn, có cơ hội hồi máu lại khi mà ví dụ như chúng ta đánh chết một đến hai con trong đàn, rồi sau đó nó đổi qua con khác rồi nó quay trở lại thì có cơ hội hồi máu ha. Thì anh em nghe mấy cái này thì anh em quá rành rồi. Khi mà chơi Flock trong Jurassic World The Game được cái lợi đó, nếu mà chúng ta có Flock á, chúng ta cứ để nó ở đầu tiên. Cái đó là cái kinh nghiệm của đích chơi thôi, là để ở con đầu tiên cho nó bước ra, tại vì Flock bước ra để giành điểm á, rất là ngon. Sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng những con khác. Đó, Flock để giành được 8 điểm rồi. Giờ qua chuyển qua mấy con này là đợp tụi nó thôi. Đây là hình ảnh của con chim mới nha các bạn. Mày xong một em. Có vẻ như video này Rick sẽ làm nhanh đó, nên là chúng ta sẽ có thêm một trận aquatic phía sau đi, cho video nó trọn vẹn về việc là giới thiệu luôn 4 con. Ui trời, rồi coi như hy sinh con chim luôn. Ai, okay, vậy lấy con lưỡng cư ra luôn, sợ gì? Ảnh mày 4 điểm luôn mày. Đâu á? Trời ơi, nó tới, có tới hai cái con gà không phải? Con chim hả? Con đó chắc tiền nhân rồi luôn. Tiền nhân của con đại điểu bây giờ quá. Mấy con mà chim chạy không à, không có bay được. Chết mày rồi con. Mày không giết tao là tao lấy đồ ra tao dập mày rồi. Vô. Nhào vô kiếm ăn. Ba điểm hoài, trời ơi. Thấy chưa? Thấy cái con lưỡng cư của Rick ghê chưa các bạn? Rất là dày thịt, nên là con kia nó quánh đâu có chết nổi. Mập địch quá mà. Trời ơi, swap qua Dodo không có cơ hội hồi lại rồi. Thôi dù sao thì cũng cho Dodo kết thúc trận này đi. Mày nè con. Xong. Đấy, thế là chúng ta đã nhìn qua được hình ảnh của ba con mới, và bây giờ là sẽ là một trận thứ hai trong video này để Rick giới thiệu luôn cả cái con ở dưới nước. Đây, nếu vậy thì lấy khoa địch ra chơi mod luôn cho nó hấp dẫn các bạn. Lâu lâu vô làm cái video thì mình phải chơi mod luôn đi. Đó rồi, con kia hồi nãy chưa giới thiệu cái chỉ số nó. Trời, 1600 máu mà tới 1500 đam. Vậy là con này không bao giờ mà để lên đầu được rồi. Con này để thứ hai hoặc thứ ba thôi. Kiểu nó na ná giống như cái con banana đọt mai lết này các bạn. 1700 máu, 1600 đam đó. Rồi mình sẽ lấy một con nào nhiều máu ra để mình thủ trước. Rồi, IDES tới đi các bạn, 3700. Trong cái dãy từ cái con Banana Nocmeos tới cái con Goronosaurus này thì cái con IDES tới lại con có nhiều máu nhất. Đó, lấy luôn 3 hệ luôn. Ba hệ thì Splinter
thôi thôi thôi, Đức sẽ chơi cái kiểu shuffle random mirror đấy. Đức thích loạn xà ngầu vậy các bạn. Rồi, đấy là chúng ta đã có shuffle nè, random nè, hủy bóp nè, mirror nè, có hai cái hủy bóp mà hủy lẫn nhau luôn. Rồi chịu, cái chết bà, nếu vậy nó có lợi hơn mình rồi. Cái hủy bóp nó vẫn còn mà cái hủy bóp của mình mất. Thôi thôi thôi, lỗ rồi. Vì cái con mới này nè các bạn, nó rất là ít máu nên là Rick không dám đưa ra trước. Có thể là trận đấu này cái con đó nó chỉ thực hiện cái đoạn cái đoạn cuối cùng của cái trận đánh thôi. 4 điểm giết mày luôn. Này, thế là một em nhá. Ủa sao lại hai con giống nhau nữa rồi? Hủy bóp mày nè con. Dạ, mình giết được con hủy bóp của nó thì bây giờ cái hủy bóp của mình ngon lành rồi. Hủy mod chứ các bạn, sorry các bạn. Cái hủy bóp ngoài, hủy mod mới đúng. 3 điểm. Rồi rồi rồi, xong ghi đấy tới rồi. Chui chặt. Chết tôi rồi các bạn ơi. Ok, để dành luôn, lấy banana of Myers ra. Để dành luôn chứ đâu dám làm gì. Má ơi, nó quánh một phát là chết. Chết. Trời ơi, trận này có trận thua rồi. Cái con cuối cùng lại là cái con khắc tinh của mình mới ghê chứ. Ây, thốn chưa, 12.000 đam. Mày bị một cái spy nha mày. Ha. Giờ mình giết con này mình cũng sẽ bị một cái spy nè các bạn. Ồ, quánh một điểm là trời ơi ngu ghê, quánh một điểm là nó chết rồi. Là mình để giành được 4 điểm rồi. Khùng quá. Đáng lẽ là cái spy nó phải thực hiện trước rồi cái hồi máu nó phải thực hiện sau chứ. Chơi vậy, chơi kỳ vậy. Chơi mà chơi hồi máu trước khi mà cái spy nó thực hiện các bạn. Rồi. Rồi xong luôn. Đem cái con mới ra test chết queo luôn. Ây. Thôi. Coi như là số cái con dưới nước nó xui đi. Trận này Rick thua ha. Rồi, chắc là video của Rick chỉ tạm dừng. Ô long, xin tạm dừng tại đây các bạn. Thì video này thì Rick đã nói từ lúc đầu, chia sẻ với anh em là 4 con mới. Thì thông tin đó, các bạn có thể lên cái website có tên là baleo.gg, các bạn lên đó các bạn coi cũng được. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Và đừng quên Rick nha các bạn nha. Rick luôn ở đây. Cảm ơn các bạn đã trong thời gian qua là luôn luôn ủng hộ Rick. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye. You can still go, even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.